nhà nước nè. Đi bao xa không? Khỏi nặng chút rồi hả? Đây ông chỉ con cái nhà đây bà bị bại vậy. Đây này qua khỏi xe, cái xe tá này đây nè. Đây đứng cái xe tải chưa? Phải khỏi xe tải nhỏ đó nè. Nó đang xuống đá đó. Qua khỏi cái đó, hai căn nhà, khỏi nhà. Một tí nha. Rồi con cảm ơn chú. Tại ông chỉ con nhà của bà bị bại vậy, con cho bà bác. Ở đây Nguyễn. Em đưa cái phiếu mà không biết có ai đi lãnh giùm không nữa. Sao? Nghe chỗ quán cà phê tính đối diện tiệm vàng tiệm chính đó Nguyễn Trãi. Nhưng mà còn tới bữa 25 mới lãnh. Em đưa phiếu cho bà trước. Đây nè. Bỏ cái bảng đó chưa? Bên đây nhà nó có nghèo đó hả nha, nhưng mà nhà nó cũng cho tặng bạc luôn. Rồi em kiếm nhà anh cũng khó nữa, chạy đi vòng vòng mà đặng mấy số nhà đi lộn xộn. Của cái cô mà bị tai biến là ở đâu vậy cô? Ở chú tại anh Tí, anh chỉ anh Tí hầu gà nướng chỉ nhà mà có cái bà đó bị liệt đó, bà đi không được đó. Bỏ cái nhà này phải không, rồi tới phải không? Ồ cái nhà tường đó. Nhà của cái cô mà bị tai biến nhà nào vậy cô?
hả? Trời ơi, không có ai nhà không á. Rồi cái thằng con đâu em? Con cho cái phiếu thì ai lãnh quà đây? Bà ơi, anh Úc ơi, em ở trên có gì kiều Mỹ ở bên nước ngoài anh góp đó là cho cô quà Tết với 25 lại lãnh, em đưa cái phiếu cho cái nó lãnh. Dạ em đại diện của ông anh Việt Kiều anh có ở bên nước ngoài á, lại đi cho gia đình cái phiếu đặng tới bữa 25 lại trong đây có địa chỉ nè, tiệm vàng Thiện Chính đối diện quán cà phê Tấn á, rồi đưa cái phiếu này rồi lấy quà Tết nè, quay gia đình cho em lại anh nhận đi nè, cầm cái phiếu giùm em đi. Rồi rồi, đang nhắn đây là chồng Việt Kiều anh có ở bên Mỹ gửi cái phiếu gạo quà Tết nước mắm muối đường. Thì bữa 25 này có đây có ghi địa chỉ nè. Lại đường Nguyễn Trãi đưa cái phiếu này em phát quà cho anh tặng gửi cho con. Thì gia đình cũng như là mạnh khỏe năm mới. Như vậy nghe ngày kia lại lại không. Rồi nghe rồi. Rồi nhớ nha, bữa đó thì